nữ giám đốc chuyên vẽ dự án ma ở vùng ven Sài Gòn vừa bị bắt. Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Thị Tuyết Nhung là giám đốc công ty CP Tư vấn và Đầu tư Angelina, công ty Angelina, trụ sở tại số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp vẽ nhiều dự án ma ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh để huy động vốn của hàng trăm khách hàng. Theo điều tra bước đầu, với vai trò là giám đốc công ty Angelina, Tuyết Nhung đã lập hơn 10 dự án ma trên những khu đất do các cá nhân đứng tên sở hữu ở quận 9, Bình Tân, Thủ Đức. Tại những khu đất này, công ty Angelina thỏa thuận với chủ đất làm hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó lập vi bằng việc thanh toán giữa hai bên có con dấu của văn phòng thừa phát lại. Để tạo lòng tin cho những khách hàng tham gia đầu tư, trong các buổi giới thiệu dự án, công ty Angelina đưa ra các giấy tờ này làm căn cứ pháp lý cho dự án. Sau khi ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, công ty này thu từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng, cam kết 12 tháng sau sẽ giao đất hoặc sẽ trả lại tiền kèm theo lãi suất cao. Hàng trăm người đầu tư vào các dự án ma của công ty Angelina đến hạn không nhận được đất, tiền cũng không thấy đâu nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Thực tế, các khu đất công ty Angelina vẽ sơ đồ phân lô và nhận tiền đầu tư từ khách hàng đa số là đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh, công trình công cộng, thậm chí đất nằm trong quy hoạch Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đang chờ thực hiện đền bù giải tỏa cũng được doanh nghiệp này rao bán. Theo Phương Anh Linh, Việt Nam Net.